Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thứ Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video rất là tiện ích để hỗ trợ anh em thợ nha. Thì các bạn nào chưa biết cấy IC thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấy linh kiện ở trên một chiếc bạch TV mà các bạn không mua được linh kiện về chẳng hạn, thì hoặc là các bạn sẽ tận dụng những cái gì các bạn có ở trong khu vực sửa chữa của các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là một chiếc một bo nguồn của một chiếc TV của Toshiba, mà thực chất mà nói thì mình cũng không hình dung ra. Đúng rồi, hình như nguồn Toshiba. Thì cái bo nguồn này thì mình quay gần các bạn xem ạ. Cái nguồn IC của nguồn cấp trước này nó đang bị nổ này. Đấy. Thì bây giờ ví dụ như mình, thứ nhất là mình không biết chỉ số trên IC của chiếc bo nguồn này, bởi vì nó đã nổ ra như thế này. Thì làm sao để mình làm một cách nào đấy để mình cho chiếc bo nguồn này nó chạy, thì mời các bạn đón xem video này của tôi. Các bạn thấy video của mình hay tiện ích thì các bạn đừng tiếc chia sẻ cũng như like chia sẻ để ủng hộ mình các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ sửa chữa nó. Trước tiên thì mình sẽ loại bỏ linh kiện hỏng ở trên bo nguồn này bằng cách các bạn sẽ hút chân linh kiện này ra của mình nha. Sau khi mà mình cấy xong, mình chỉ các bạn cách cấy IC cho bo nguồn này, thì mình sẽ có cái sơ đồ mạch hoặc là cái đường link, một cái đường link để các bạn sẽ truy cập vào website của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thứ Bình để các bạn xem cái bài viết của mình cũng như cái hướng dẫn bằng hình ảnh. Các bạn vừa xem video, các bạn xem cái hướng dẫn bằng hình ảnh thì lúc này các bạn sẽ làm được 100% là thành công. Đây ạ, mình sẽ quay cần IC khi mà con IC này nó nổ. Và đấy. Thì cái chuẩn bị của mình, cái khâu chuẩn bị của mình thì các bạn sẽ mua cho mình một con linh kiện gọi là con 5N0380 và cái con 4 chân như thế này. Đấy. Thì con linh kiện này thì nó sẽ khác cái con linh kiện này, đúng không? Con IC nguồn này như nó cũng là đều IC mà nguồn. Và một con trở kích xung, lấy cái xung điện đầu tiên để nuôi nguồn cho con 5N này. Thì các bạn có thể lấy con trở từ 100k đến 330k, với điều kiện là con trở này tối thiểu từ 2W trở lên các bạn nhé. Con trở to một chút thì nó sẽ không bị nóng mà hỏng qua những sợi dây. Rồi, thì cái này thì bây giờ thì các bạn sẽ trên mạch này thì các bạn sẽ tìm, thứ nhất là mát, một chân mát, một chân mát. Thứ hai là một chân C cộng. Mình sẽ tìm rồi. Đầu tiên thì sẽ tắt cái bóng điện đi cho nó đỡ. Các bạn sẽ lấy một chiếc kìm và các bạn sẽ bẻ chân, sẽ bẻ thẳng chân linh kiện này ra hộ mình. Rồi, hai cái chân này thì mình có thể mình tách ra. Đây. Thì cái chân đầu tiên nó là chân mát. Chân đầu tiên là chân mát thì các bạn sẽ cắm vào một chân của IC. Chân đầu tiên chân mát, chân 2 là chân B cộng. Thì mình sẽ tìm chân IC này. Chân nào là chân mát? Chân mát thì nó sẽ chạy ra B điện áp âm tụ này, âm tụ đây. Đấy, âm tụ đây thì chân đây chạy ở đây, ra đây và đây. Thì chân này chân mát và chân còn lại là chân C thì các bạn sẽ đây mình sẽ cắm như thế này.
mình sẽ cắm hai chân như này, các bạn sẽ hàn hai chân này của mình nhá. Thứ nhất là định vị. Đấy, mình sẽ hàn như này, nhưng mà được mình sẽ hàn đằng sau. Đây. Chân C này. Chân C và chân mát thì các bạn sẽ bẻ và các bạn hàn vào. Mình sẽ bẻ ra này. Và mình sẽ đấy. Đấy, các bạn nắn làm sao nó thật hợp lý nhá. Rồi, đấy. Và sau đó là các bạn sẽ phân biệt kỹ hộ mình. Chân số 2, chân số 1 là mát, chân số 2 là chân B cộng, hay còn gọi là chân VCC. Rồi, các bạn lưu ý không được hàn nhầm nhá. Hàn nhầm thì lúc này nó sẽ nổ ngay. Đấy, mình sẽ định vị bằng cách mình hàn này. Các bạn chỉ mất tầm 10 phút là các bạn sẽ cấy được con đi kiện này ngay, cấy được cái nguồn cấp trước cho nó. Đấy, mình hàn định vị chặt này. Ok, vậy là đã được hai chân. Thì cái chân thứ ba và chân số 4 thì nó là hai chân tiếp theo. Thì các bạn lúc này thì các bạn, một là các bạn sẽ lấy dây các bạn đấu, hai là các bạn sẽ đây, chân số 4 và chân số 3 còn lại này. Chân số 4 à, chân số 3. Chân số 3 của con 5N này thì nó là chân VCC 12V để cấp nguồn để cho IC này chạy, cấp nguồn xung. Thì nó sẽ nối qua một con trở từ đường B cộng. Đây. À, thì mình sẽ nhìn này, ở trong mạch này thì lúc nào thì nó sẽ có một cái nguồn cấp hồi về khi nguồn xung đây này. Đây là con diode. Đây, đây là con diode. Thì các bạn sẽ chân số 3 thì các bạn sẽ đấu vào đây. Sẽ đấu vào đây. Thì các bạn nếu mà chân nó ngắn quá thì các bạn sẽ dùng một sợi dây như mình. Các bạn sẽ dùng một sợi dây. Các bạn sẽ dùng một sợi dây, các bạn tước ra. Đấy. Mình sẽ tước sợi dây ra, sau đó mình xoắn lại này. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chi tiết hướng dẫn các bạn cách cấy nguồn cấp trước cho một cái bo mạch nguồn mà các bạn không có linh kiện để các bạn thay. Rồi. Đây. Thì các bạn sẽ đấu nguồn. Đấy, mình sẽ đánh cong cái chân nguồn này lên. Bởi vì sao? Bởi vì chút nữa sẽ có một con trở để cấp nguồn cho nó. Thì các bạn sẽ lấy một con trở 220k. Thì đấu từ lệnh đây, con trở này. Mình có con trở 220k thì mình sẽ câu từ lệnh nguồn VCC. Mình hàn dưới chân của con IC này luôn. Đấy. Thì mình sẽ đây, mình sẽ câu con trở này vào đây. Con trở này gọi là trở mồi các bạn nhé. Con trở này gọi là trở mồi. Sau đó là mình sẽ đấu thẳng vào chân số 3. Đấu thẳng vào chân số 3. Đấy. Đồng nghĩa với một sợi dây. Một sợi dây mà mình vừa hàn. Đây ạ. Chút nữa sẽ có sơ đồ mạch, mình sẽ để đường link, các bạn sẽ vào xem sơ đồ mạch cấy nhé. Ở trên website của mình thì các bạn sẽ vào nhìn, các bạn nhìn là một phát là các bạn sẽ biết được cái cách làm như thế nào ngay. Bởi vì làm trên trực tiếp này thì nó có phần rất là hay, nhưng mà các bạn bỡ ngỡ, các bạn mới học nghề thì các bạn sẽ chưa biết được. Đây, chân còn lại thì mình sẽ câu nguồn vào. Đấy, câu nguồn vào đây. Câu nguồn vào chân, một chân nguồn 12V cấp VCC. Đây ạ. Mình quay gần nhá. Vâng. Và cái chân cuối cùng. Cái chân cuối cùng là chân số 4. Vâng, cái chân số 4 còn lại thì nó là cái chân để cấp nguồn hồi tiếp. Để làm gì? Để nó duy trì cái điện áp đầu ra lúc nào nó cũng bằng cái điện áp thực tế của nó. Nguồn cấp trước đấy ạ. Thì các bạn sẽ tìm hộ mình. Đây này, ở trên thân này nó có 1 2 3 4 5 con photo quang. Con opto đấy ạ. Còn PC thì các bạn sẽ tìm hộ mình là cái chân hồi tiếp khi mà nó chạy về cái nguồn cấp trước này nó là chân nào. Đây ạ. Thì mình nhìn mạch này, mình nhìn trên mạch này thì nó sẽ là cái chân đầu tiên. Nó có hai đường này, chạy về đây và nó vào đây. Nó chạy thẳng vào trực tiếp IC.
thì chứng tỏ là cái con đầu tiên này nó là con nguồn hồi tiếp cho cái con IC nguồn gốc trước này, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ đấu một sợi dây. Các bạn lưu ý của mình nhá, thì các bạn sẽ đấu vào chân số 1, 2, chân số 4 cho nó này. Thì các bạn sẽ đây, ví dụ như đầu chân, cái chấm đầu tiên là chân số 1 ở bên đây, 1, 2, 3, 4, thì các bạn sẽ đấu vào chân số 4 đây ạ. Thì các bạn nó sẽ ngắn chân như thế này, thì các bạn sẽ cắt cho mình một sợi dây, cũng là một sợi dây nhá, và các bạn hàn vào đây, mình cắt cho nó hợp lý này. Đấy, mình cắt này, nó dài quá thì mình có thể mà cắt vậy đi, ok chưa? Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hàn vào chân số 4 và một chân cũng là chân số 4 của Oppo. Để nhiệm vụ của nó, chân này nhiệm vụ của nó để hồi tiếp nhận dạng cái điện áp đầu ra. Nếu chưa đủ thì nó sẽ hồi về để nó kích một xung điện, nó có tạo ra một xung điện để nó bù đắp những cái điện áp thiếu. Đấy gọi là hồi tiếp. Để nó thông báo rằng tôi đã có nguồn rồi, các anh mở hoàn toàn nguồn cho tôi đi, thì cái mạch bảo vệ nó sẽ không ngắt các bạn nhé. Nó dạng như thế. Đây ạ, và mình sẽ câu thẳng vào chân số 4. Đấy, rất đơn giản ạ. Chỉ một số các thao tác cơ bản là mình cũng đã cấy thành công. Mình đã cấy thành công một cái trên con bông nguồn. Chỉ khoảng 3-4 phút là đã xong, đúng không ạ? Đây ạ, các bạn xem, rất đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ cắm nguồn vào và mình thử để các bạn biết cái nguồn đầu ra đã có chưa. Nếu nguồn đầu ra đã có nguồn cấp trước rồi thì mình đã thành công. Vâng, và để đo điện áp đầu ra thì các bạn sẽ cho đồng hồ về nấc điện áp đo DC, điện áp đo một chiều của mình. Các bạn chuẩn bị sẵn. Và lúc này thì mình sẽ hàn cái nguồn cấp để cấp điện 220V cho nó này. Thì khi mà nó nổ như này thì các bạn kiểm tra xem cầu chì rồi một số phụ kiện xem nó có bị đứt không nhá. Đây, hàn này. Thường mà nó nổ nguồn cấp trước như này ấy, thì cái cầu chì bảo vệ là sẽ bị đứt, bị nổ ngay. Thì các bạn sẽ thay cầu chì của mình. Sau đó là các bạn kiểm tra những con trở, những con nó có sẽ có một cái con trở. Đây. Các bạn xem những cái mối hàn mà cái nút cốt ra nó có bị chạm chập sang cái mạch khác không? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện vào mình thử các bạn nhé. Mình sẽ cắm điện vào mình thử. Ok chưa ạ? Bây giờ mình sẽ bật điện này và mình sẽ đo đồng hồ. Các bạn nhìn cái đồng hồ của mình xem nó báo có điện áp ra hay chưa. Nếu đã có điện áp ra thì mình đã thành công. Và các bạn xem ạ, điện áp 5V nhá. Đấy, điện áp 5V. Đây này. Đấy, đã có 5,1V. Đấy, rất là ok rồi. Đấy, chỉ là một cái thao tác rất là đơn giản là các bạn đã cấy được nguồn. Đã cấy được một cái bo nguồn cấp nguồn cấp trước 5V cho nó. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy. Mọi người xem video của mình thấy hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất. Và đừng tiếc like, chia sẻ để ủng hộ mình các bạn nhé, để mình ra nhiều video hay hơn, tiện ích hơn để ủng hộ mọi người. Còn bây giờ thì chuyển xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Mình sẽ để lại cái đường link ở cái mục mô tả và cái mục bình luận ở dưới, cái mục nhận xét ấy, để các bạn sẽ click vào đấy để các bạn vào cái website điện tử thaibinh.vn để các bạn lấy được, xem được cái bài viết của mình. Mình đưa những hình ảnh sơ đồ cấy mạch của nó. Đây ạ, mình sẽ ngửa một bo mạch nguồn này lên để các bạn xem qua cái bo mạch nguồn này. Bo nguồn này thì nó là một bo nguồn của con trước, một bo nguồn của model Toshiba. Và mình vừa cấy xong ạ, chỉ khoảng mà 10 phút xong là mình đã cấy xong cái nguồn cấp trước cho nó, và các bạn xem tận mắt để các bạn biết được các bạn nha. Còn bây giờ thì chuyển xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.